được nhà nước đầu tư cho cái con đường DH518 này thì sau khi nhà nước khởi công xây dựng, tôi có một cái ý tưởng là xong con đường này thì chúng tôi sẽ đầu tư và vận động nhân dân là trồng cái đường hoa phối kết hợp các cái loại hoa để làm cho cái cảnh quan môi trường thì đường làng ngõ xóm thì luôn luôn sạch đẹp. Mới đầu thì cái cây cỏ đậu này chúng tôi này phải đi gom nhiều nơi lại thì mới có được cái giống. Rồi khi trồng á, rồi chúng tôi nhiều khi nó nắng hạn quá, chúng tôi cái thời gian ban đầu nó chúng tôi phải tưới. Rồi cái khâu quan trọng á là chúng tôi làm xong thì qua các cái mùa mưa các cái năm tiếp theo á thì là phải thường xuyên, là một năm phải làm từ 3 đến 4 lần làm cỏ. Được cái đường hoa mà nó đẹp thế này thì chúng tôi cũng rất mất nhiều thời gian và công sức để bỏ ra chăm sóc. Cái thứ nhất là phải trồng đi trồng lại nó nhiều lần, rồi cũng phải gọi là tập trung gọi là làm cỏ liên tục. Gần nhà nào thì nhà đó có cái ý thức chung là dọn dẹp rồi sửa sang làm sao cho nó đẹp đẽ, đẹp mình, đẹp mọi người. Các đồng tâm ở đây là ngoài những cái đường chính thì những cái đường tắt, đường ngang vẫn là có trồng hoa. Đó, vì vậy thì mỗi ngày thì tuyến đường hoa là càng nhiều. Đó, vì vậy thì góp phần tạo cảnh quan cho xã.